Rồi chào chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại là chiều đang về tới Trà Vinh rồi, gần tới Bà Đại Ngãi rồi. Nhưng mà gặp một cơn mưa quá trời lớn. Đây. Rồi. Bây giờ chiều sẽ khám phá cơn mưa rồi cho cô chú anh chị xem nha. Đó, sau một hồi chờ đợi thì cơn mưa nó cũng bay qua rồi cô chú anh chị. Mưa một tí mà ở dưới quê nước kìa. Nhìn thấy hơi buồn buồn. Cảnh dưới quê. Dạ thôi đợi cơn mưa đi qua thì mình đã đi luôn nha cô chú anh chị. Nãy chiều tính quay cơn mưa cho cô chú anh chị xem nhưng mà không được, đây trời mưa. Rồi đi cô chú anh chị ơi, đi khám phá cơn mưa miền Tây. Cơn mưa miền Tây. Ôi còn hai mấy cây nữa.
Cô chú anh chị thấy đó, mưa nó bay ngang thôi, cái chỗ này nó không có mưa đâu. Dạ, cô quay rồi nè, vui không? Mưa đang bay á, mưa đang bay 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 ngang chỗ nào gớt ngay chỗ đó nặng hạt. Chị thì mình sẽ đi về hướng bến phà Cầu Quan, là cái đường mà về Sóc Trăng là ngắn nhất mà từ trên Sài Gòn về đó, là nếu mà không đi mình đi bằng xe gắn máy nha. Cái đường quốc lộ 1A mà đi tuyệt sợ nhất là cái đường nào, cái đường mà đoạn từ cái gì, cái Tiền Giang á, cái Tiền Giang mà cái đoạn từ Mỹ Tho cái tỉnh gì, tỉnh Cái Bè hả gì đó, chưa chạy chưa sợ còn chết, cho nó dài kinh khủng. Mà cái đoạn đường này là chưa đi tắt về. Đó, đoạn này rất là đẹp luôn. Và để chị quay cho cô chú anh chị xem nha. À, dòng sông nha, cầu Tiểu Cần đẹp không, tuyệt vời.
Trà Cú, đi thẳng là cầu Quan, cầu Kè. Vậy thì là mình đi thẳng hay quẹo ra? Rồi chúng ta để tắt đây cái. Rồi đi thẳng 30 phút nữa.
đúng không? Ủa? Đó, đường nhỏ vậy. Ôi, đi lộn nhánh rồi, nhánh rồi không? Rồi cô chú anh chị ơi, ở đây là bến phà, chỗ phà Đại Ngãi nè cô chú anh chị. Thì mình muốn qua Sóc Trăng thì mình phải qua con phà này, đi đường kiểu dặn chiều nói gọi là đường tắt đi nhanh đó, không đi quốc lộ 1A. Thì nếu mà mình đi về Sóc Trăng, Bạc Liêu á thì có thể là đi tuyến này rất là khá là nhanh. Mình đi Mỹ Tho nha.
Mỹ Tho qua cầu Gạch Miễu và đi về đường này thì nhanh lắm. Rồi. Thì bây giờ chiều xin phép kết thúc video ở đây nha cô chú anh chị. Video kế tiếp nữa thì chiều sẽ chia sẻ từ Phà Đại Ngãi này dài qua tới Sóc Trăng bạn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Chúc cô chú anh chị xem video của chiều thật là vui vẻ. Chiều xin kết thúc video tại đây. Rồi bây giờ tiếp tục một video mới nha cô chú anh chị.